Bông năm cánh trắng hiển oanh này đẹp và rất cân anh em nhé, mình cực kỳ thích luôn. Đấy, quá đẹp. Bạn nhìn thấy nó có phê không? Cánh cân. Đấy, cái này, cái cánh đài này cân này các bạn này. Đấy, nó tạo ra một cái sự cân xứng nhé. Thường thì những bông phi điệp thường nó bị vẹo cánh này, nhưng bông HO thì không, nở quá đẹp. Chính vì thế nó là một trong những cái bông mũi màu đáng sưu tầm nhất luôn các bạn nhé. Mắc gọn họng sạch. Đấy. Môi đẹp. À, cho nó uy tín đi hả? Anh ra để lấy uy tín kiểu chào anh em.